Rồi, ok, xin chào các bác. Thì trên tem đây đang có hai cái con V60, một là cái bản Sovereign và một bản là bản Docomo của Nhật nha bác nhé. Thì cái bản Sovereign này là bản Mỹ thì các bác cũng quá quen rồi. Mỹ thì có T-Mobile, AT&T rồi Virgin Sovereign rồi nhà mạng Cellular nữa. Đấy thì gần đây là có rất nhiều cái bản Nhật thì em cũng đang bán bản Nhật này rồi. Và em sẽ cho các bác biết là bản Nhật này nó có gì hay ho hay là nó có những hạn chế gì để các bác dễ dàng lựa chọn nhé các bác nhé. Thì trước tiên ý, là bản Nhật ý, chỉ duy nhất bản Nhật là mới có màu đen nhé các bác nhé. Đấy lấy là điều nhận biết dễ đầu tiên. Và bản Nhật ý, thì thường thường là họ ghi luôn cái thông số cái nhà mạng ở trên này luôn, ví dụ Docomo hay là AU gì đấy họ cứ ghi ở đây luôn và nó rất là rõ ràng, rất là dễ phân biệt chứ không như kiểu là Mỹ này thì đây đây là bản Sovereign đây nhưng mà nó ghi y chang như T-Mobile. Các bác nhìn này này, y chang nhé. Rất nhiều shop nhé, em đang nói là rất nhiều shop người ta sẽ không nói là bản Sovereign đâu, họ nói luôn là bản, họ nói là bản T-Mobile luôn, vì đây tem này, số email cái thứ chỗ này họ cũng viết là T-Mobile này, các bác nhìn đâu. Nhưng mà các bác phải check cái số email này ở cái trang elgirom.com nhé, thì các bác mới ra và biết được đây là bản Sovereign. Đấy thì em cũng nhập rất nhiều cái bản T-Mobile nhưng cuối cùng về toàn tra ra bản Sovereign thôi, nhưng toàn phải trả về thôi, chứ em giữ lại một hai con để em bán thôi. Thì tại vì em thấy nó còn lời một thì em bán thôi, chứ về bản Sovereign em cũng không thích bán mấy. Đấy vì nó sẽ giá nó thấp hơn và anh em cũng 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 không thích bằng bản T-Mobile. Đấy thì đang nói về thế thôi, chủ yếu là nói về con Docomo này. Thì đấy cái điều nhận biết dễ đầu tiên nó là màu sắc này, đen toàn thân luôn nhé các bác, đen full luôn và cái logo nhà mạng nó ngay đây rồi. Đấy, Docomo luôn này. Và có cái mã của nó đây luôn này, có cái mã là L51A này. Đấy. Đấy nó rất là dễ dàng nhé. Thì cái mặt lưng này nó hơi hơi bị nhiều cái ký tự quá nên nó hơi hơi em thấy nó không được đẹp cho lắm. Chỉ cần viết chữ Docomo hoặc là chữ, chữ gì đấy nó chứ hoặc mỗi cái mã này là biết rồi này, chứ không cần Docomo cũng được. Đấy. Thì như thế thì càng dễ cho các bác thôi. Đấy, ok. Thì ngoài cái việc nhận biết cái ngoại hình ra thì các bác hoàn toàn có thể tra số email nhé, thì cũng tra ở cái trang elgirom.com thôi thì nó cũng ra thôi. Đấy thì cái bản Docomo này nó có khác biệt gì thì trước tiên nó là về phần sóng sánh nha các bác nhé. Thì các bác cũng biết rồi là bản V60 thì nó không có bản Hàn, không phải là không có mà nó có rất ít, cho nên là coi như không có cũng được. Thì hiện tại nếu mà về sóng nhé thì em mới đánh giá là cái bản T-Mobile nó là ngon nhất, sau đó là đến AT&T đấy, và sau đó là mấy những con như kiểu Sovereign rồi Virgin hay là Docomo này thì em nghĩ là nó ngang ngang sóng nhau thôi. Đấy thì nếu bác nào mà đây là em đang nói là nếu bác nào mà ở những cái vùng kiểu như là đi vùng sâu vùng xa hải đảo gì đấy hay là ở vùng dân tộc gì đấy, có nghĩa là các bác rất xa cái cột sóng ấy, thì em nghĩ là nếu mà dùng bản này thì nó có thể là nó xong nó sẽ không 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 ổn mấy, không ổn định mấy và nó có thể bị chập chờn đấy. Đấy là điều chân thực để mà nói với các bác như thế. Cho nên bác nào mà mua cái bản Docomo này thì các bác nên biết là mạnh ở cái khu vực bác đang sống ấy là sóng nó có ổn định hay không, nó có mạnh hay không ấy. Đấy. Tuy nhiên thì không phải như thế là vì thế mà các bác không dùng được cái bản này. Tức bản này nó vẫn dùng bình thường, thậm chí em chỗ phòng em đây nó sóng nó cũng rất yếu, kể cả bản T-Mobile luôn nha các bác nhé, thì nó cũng chỉ có một vạch sóng thôi 4G. Để em nhắn tin à quên, em gọi điện cho nó chuyển sang cái 4G đây đây các bác ạ. Thì 4G của cái bản Docomo này nó cũng chỉ có một vạch thôi, như bản T-Mobile em dùng cũng chỉ có một vạch thôi, cho nên là em không biết được là nó có mạnh hơn bao nhiêu hay là so với bản T-Mobile nó được bao nhiêu ấy. Thì em đánh giá nó, nếu mà để theo ý kiến chủ quan ấy, thì em đánh giá nó là về sóng ấy, thì là con này 8, ví dụ con T-Mobile 10 thì con này được 8, em nghĩ là tầm đấy. Đấy thế đây đánh giá chủ quan của em thôi, chứ còn thực sự các bác phải dùng các bác mới biết được. Còn em dùng, em cũng có dùng mấy hôm nay rồi thì em thấy nó cũng rất bình thường, chả làm sao cả, nghe gọi bình thường. Và em có đi làm ở chỗ mấy chỗ mà em hay đi làm thì cũng không thấy bị mất sóng gì cả, không sao cả. Thì đấy là cái ý kiến cá nhân của em thôi, nhưng mà em nghĩ là chắc chắn nó vẫn yếu hơn bản T-Mobile một chút. Đấy, đấy là cái bạn, đấy là cái về việc sóng nhé. Còn ngoài phần sóng sánh ra thì nó chả có cái điểm gì mà thua thiệt cái bản T-Mobile hay những bản khác cả, đặc biệt bản Virgin nhé. Bản Virgin thì
nó còn không có cái vạch nhựa đây, còn bản này vẫn có vạch nhựa bình thường đây. Đấy, các con thỏi có thể thấy vạch nhựa này. Đấy, vạch nhựa này, vạch nhựa này. Đấy, vạch nhựa này, full này. Đấy, và nếu như bác nào mà yêu cái màu đen, yêu sự nam tính ấy, thì cái bản này nó rất phù hợp vì nó full đen luôn, nó trông nó ngầu ngầu lòi hơn là cái bản màu xanh xanh với cái này. Bản này thì trông nó sáng bóng, nó kiểu nó long lanh hơn chút, nhưng mà nếu mà để kiểu nam tính thì bản này nó vẫn là nam tính hơn. Đấy là em theo kiến của em thôi, còn tùy các bác. Thì cái bản này nếu mà theo khách quan nhìn thì cái khung viền này nó chắc chắn là sẽ ngon hơn bản version rất nhiều, vì nó vẫn là cái ánh lên cái vật kim loại. Và đây các nhìn có thể nhìn thấy này, cái viền là benzen, cái bên cái viền CNC của nó này. Đấy, mới có cái nhìn rõ không? Đấy, cái viền CNC nó không nhìn, nó không lởm như kiểu là của version đâu. Đấy, mới có cái nhìn thấy không? Nó màu đen nó hơi khó nhìn này. Đấy thì em nói đang nói về cái ngoại hình này, thì là nó không thua kém gì cái bản T-Mobile nha các nhé. Đấy, thậm chí em thấy cầm nó lạ lạ, nó thích hơn đấy. Rồi, đấy thì là về cái ngoại hình và song sánh rồi. Thì ở phần mềm thì sao? Phần mềm thì bình thường ấy, nếu như là bản Nhật Docomo gốc ấy thì nó sẽ không có tiếng Việt nha các bác nhé, nó không có tiếng Việt, nó chỉ có tiếng Anh thôi. Thì thực ra là dùng cái bản ROM gốc đấy chỉ cần tiếng Anh không thì vẫn các bác vẫn dùng bình thường, chả sao cả. Nhưng mà thường thường là dưới Việt Nam mình ấy, người Việt Nam mình là thích thích up một cái ROM tiếng Việt đấy, cho nên là cái máy này em cũng phải up cái ROM tiếng Việt. Thì cái up này là phải có những cái bác chuyên làm phần mềm các bác up nhé, chứ các bác tự up thì nó rất dễ xảy ra cái việc mất sóng hay là có vấn đề này vấn đề kia ấy. Thì đấy, cho nó không không được, em nghĩ là các bác không nên tự vọc đấy. Còn bây giờ là cái bản này thì đã thì các bác làm phần mềm đã làm lên cái Android 11 rồi này. Đấy, Android 11 nhé, đây là bản phiên bản phần mềm này V20C này, và có hiển thị số điện thoại bình thường này, và số email, số CD đầy đủ nhé, không vấn đề gì cả nhé các bác nhé. Và trong phần mềm này xem có cái phần OEM không. Đây bác thấy đây, vẫn có OEM bình thường nhé, OEM bình thường này. Và tất cả các tính năng em thấy nó y chang như cái phiên bản phần mềm của T-Mobile nhé các bác nhé. Vẫn dùng cái lệnh là sao thăng 54636 thăng sao 600. Đây là lệnh của T-Mobile và AT&T nhé. Đấy thì vẫn dùng được lệnh này bình thường. Đấy, các bác test được tất cả mọi thứ, ngon hơn, test được tất cả đầy đủ luôn, ngon hơn là cái con version không test được như này, không test được cái ví dụ test cái mid info này, không không test được này, battery cái thứ không test được này, hoặc là test cái chân tai xì này không test được này. Đấy, cho nên con này nó phần mềm y chang như như là T-Mobile nói các bác nhé. Và cái phần mềm này thì đương nhiên nó vẫn còn áp rác đây, áp rác đây các bác nhìn thấy này, đây là app Google thì không nói, nhưng mà áp rác này như kiểu cảnh báo khẩn cấp này, rồi mấy cái app này y chang như của T-Mobile các bác nhé. T-Mobile nó có những app như này đấy, và có mấy cái vớ vẩn này thôi. Nói chung là như thế này coi như là không có áp rác được các bác đấy, coi như thế này em thấy nó coi như không có áp rác gì cả. Nó có mỗi hai áp rác này thì các bác có thể là nhấn vào, các bác không xóa đi à? Đây thì cái này không có xóa đi thì không sao, xem này có xóa đi không nào. Đấy, như cái này chẳng hạn thì các bác xóa đi, đấy là xong. Đấy, như thế này coi như là không có áp rác còn gì nữa. Mấy cái app này các bác không thích các bác để xóa đi được đấy, hoàn toàn xóa đi được nhé. Đấy, như vậy là không có, coi như không có áp rác rồi, và các bác cũng không cần phải xóa nhiều. Đấy, nó không như cái bản ROM gốc của Nhật nha, nó sẽ chi chít những app rác của Nhật luôn. Đấy, cho nên các bác cũng hết sức bình thường. Cái bản này, ROM này thì em không biết nó là RAM quốc tế hay là ROM gì, nhưng mà tại vì em chẳng biết cái bản quốc tế là cái bản gì cả, nên em chỉ thấy là em chỉ nói là đây là bản tiếng Việt rồi, có đầy đủ các tính năng như vân tay vẫn còn này, vân tay vẫn dùng bình thường nhé. Nhưng mà cái bản ROM này thì nó có cái hạn chế hơn, đó là cái việc NFC này này, cái NFC này các bác sẽ không không thao tác được trên nó. Đấy, các bác NFC này các bác tắt bật không được, thì coi như là các bác sẽ phải bỏ cái NFC này nhá. Đây đây, ví dụ như các bác vậy, và trong này bác tắt đi được này, tắt đi được nhá, bật lên được nhá, nhưng chỗ này không bật được. Đây thì coi như nó vẫn đang tắt này. Đấy, coi như nó bị off, coi như bị tắt cái NFC rồi, coi như bác không dùng, em không dùng của NFC. Thì cái NFC này các bác dùng để làm gì? Thì cái bên NFC này em thấy từ hồi nó ra mắt đến giờ nó chả có tác dụng mấy. Hồi xưa thì mấy ông Sony có PR cho cái NFC này, nhưng mà cuối cùng có ai dùng đâu, và đến bây giờ em thấy cũng chẳng ai dùng, cho nên là
nó có hay là mất cũng được, không sao cả nhé, đối với em là thế. Còn bác nào mà hay dùng những cái thiết bị mà có chạm một lần như là NFC, kiểu là nhà thông minh cái thứ, hoặc là những cái loa có kết nối NFC ấy, thì nó cũng cũng được đấy, nhưng mà em nghĩ là nó cũng chả nhanh hơn mấy và nó không không quan trọng ở đấy nữa đấy. Thì ngoài cái lỗi mà nó không có NFC ra thì nó chẳng có lỗi gì nữa cả, nó chẳng có một lỗi gì nữa hết đấy. Ngoài ra thì cái phần mềm, đương nhiên thì phải phần đang nói về phần mềm thì cái bản nhật này này, ví dụ như các bác muốn nâng cấp phần mềm cái thứ hoặc muốn vào vạch nó thì là không, gần như là không vào vạch đấy nhá. Nếu như bác không am hiểu chút nào về việc vào vạch thì bác đừng vào vạch nó nhé, thì tại vì nó có thể rất dễ đến việc mà mất sóng rồi mất này hoặc lỗi này lỗi kia. Thì nếu các bác muốn từ 11 này đang từ 11 này lên 12 ấy, thì các bác hoàn toàn có thể đi thuê trên nhóm, rất nhiều anh em làm và giá rất rẻ hơn, 100-200 thôi là lên được, cho nên các bác thuê cho nó lành. Không biết chỗ thì bảo em chỉ cho, nó rất là dễ thôi. Và cái phiên bản này các hoàn toàn các bác có thể khôi phục cả gốc nhé, hoàn toàn có thể khôi phục cả gốc bình thường nhé, không sao cả nhé đấy. Cho nên các bác cứ tự tin, không dùng không 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 phải sợ nhé đấy, nó rất ổn. Và thứ hai nữa, có một cái lỗi, đây không phải lỗi mà đây là gọi là tính năng thì mới đúng, thì cái bản nhật này này là khi các bác lắp sim vào nó sẽ không nhận đâu nha các bác nhé. Các lắp sim vào nó sẽ không nhận và các bác phải khởi động lại thì nó mới nhận nha các bác nhé. Đấy thì bản nhật nào cũng thế thôi, kể cả không riêng gì LG, Sony mà khi cắm sim vào nó tự động khởi động lại luôn. Sony bên mà bản nhật ấy, đấy, nó tự động khởi động, cái này nó không tự động, các bác phải tự khởi động bằng tay thôi. Đấy, thì nó chỉ thế thôi. Còn ngoài ra thì các tính năng như kiểu là màn hình hay là các chức năng khác như kiểu là âm thanh hay là cổng C rồi loa ngoài, loa thoại các thứ hoặc camera các thứ nó y chang đấy. Đặc biệt là mấy con này của em, cái camera nó rất là đẹp luôn đấy, full đen này, đấy có thấy không, full đen, nó không kiểu có điểm vàng vàng này đấy, nó full đen trông có vẻ nó ngầu hơn đấy. Và cái con Docomo này này, khi mà gọi điện thoại ấy, thì nó cũng không có ghi âm cuộc gọi nha bác nhé. Đây em gọi cho bác xem đấy, rất loa rất là to nhưng mà cũng không có ghi âm cuộc gọi nha các bác nhé. Đây là em có thể vào vào trong cài đặt của điện thoại thì nó cũng không có cái phần ghi âm cuộc gọi, cho nên các bác không cần phải tìm nhé. Và hoàn toàn các bác có thể cài một cái app ghi âm cuộc gọi mà em có clip ấy, em dùng cái app đấy nó cũng rất là ngon nhé. Thì tiếp theo nữa ấy, là cái khai sim của cái bản Docomo này này là nó có khắc số eBay nha các bác nhé. Đây để em tháo ra cho các bác xem. Đây bảo xin em ra, em sẽ mở cái email của con này lên. Và hoàn toàn con này có thể kiểm tra bằng SATA 06 nhé. Thế mới hay chứ. Đấy, như cái con này này, như cái con Spring này nhé các bác nhé. Để em xem nó có số email không nào. Đây, như cái con Spring này này, các bác thấy này, nó hoàn toàn không có số email nào cả. Không có số email này, cũng không có số email này, đấy. Và cũng mới có kiểm tra được một con đệ 06 không. Đấy, thì cái này cũng kiểm tra được. Đấy, thì đây là cái khai sim của cái con Docomo nhé. Đây, thì bác có thể thấy này, có cái số email ghi trên khai sim này thôi nhé. Đấy, đây là một cái điểm mà các bác nào mà tính ý có thể check được. Đấy, nhìn. Đấy, đây nhá, cái đuôi nó là 3706. Đây, chỗ này cũng là 3706 này. 3706 này, đấy, các bạn nhìn thấy không? Hơi khó nhìn, khó nhìn. Đấy, nó sẽ có số email ở đây nha các bạn nhá. Đấy, số email ở đây. Còn bên mặt này thì nó cũng chả có gì cả. Đấy. Và đến giờ này thì vẫn rất nhiều bác nghĩ là nó có hai sim về 60, nó có hai sim vì chỗ này nó lắp được cái khai sim ấy. Đây chỗ này lắp được sim này. Nhưng mà hoàn toàn là không được nha các bác nhá. Chỗ này chỉ lắp được thẻ nhớ thôi. Đấy, lắp thẻ nhớ như này thôi. Đấy, lắp thẻ nhớ ở đây và sim nó ở đây. Như thế là hết nhá. Không thể có hai sim và không có cách nào để làm hai sim được nhá, không độ được nhá các bác nhá. Nhiều bác giờ vẫn còn nhiều không biết hiểu sao mà kiểu xem cái trang web của Thế Giới Di Động hay sao ấy. Tại vì trên trang web đấy nó cũng ghi là V60 đua sim, chịu nó luôn. Đấy, ok bác nhé. Thì cái sim của con này là có số email.
Và tiếp theo là kiểm tra cái DRM Info này, cái là cái chứng chỉ L1, L2. Thì đương nhiên là cái con này thì đang là L3, nhưng mà kiểu như các bác đang từ cái ROM gốc của Nhật mà up sang cái ROM tiếng Việt ý, thì nó vẫn có thể giữ được L1 nha các bác nhé. Con này thì là chắc là do cái có nghĩa là do cái từ đầu nó là L3 rồi thì nó có thể nó là L3. Chứ còn ví dụ các bác đang ở ROM gốc mà các bác muốn sang ROM tiếng Việt, nó vẫn giữ được L1 nha các bác nhé, chứ không phải lo. Và cái L1, L2 bây giờ hoặc L3 bây giờ nó cũng không quá quan trọng nữa. Sẵn đây thì em cũng nói luôn là cái đấy nó là một cái chứng chỉ bảo mật của Google thôi, nó không phải quyết định là máy là zin hay là lởm nha các bác nhé. Đấy thì nó về phần mềm mà thì hoàn toàn là có thể trong quá trình sử dụng một bộc bạch gì đấy nó chuyển sang L3 thì nó cũng không sao cả. Thì L3 này thì khi mà các bác xem những cái app trực tuyến như kiểu Netflix ấy, thì nó chỉ cho các độ phân giải bình thường thôi. L1 thì nó cho độ phân giải cao hơn, nhưng mà tài khoản xem Netflix của các bác vẫn phải mua thì nó mới mở nha, chứ không phải là tài khoản free nào thì nó cũng là chất lượng thấp hết thôi. Đấy. Và cái quan trọng nhất mà đến giờ em mới nói đó là việc cái lỗi lỏng chân sạc trên con B60. Thì ở trên cái bản Nhật này là theo ý kiến của cá nhân em thôi, là em thấy là nó đã đỡ hơn rất nhiều rồi nha các bác nhé. Có nghĩa là em cảm giác như là nó có thể là nó được fix từ trước rồi, nhưng mà ý là em thấy là những cái bản mà em nhập về nó không gần không 10 con em vừa nhập về nhé, là không có con nào bị lỗi cổng sạc này luôn. Đấy, không như những con kiểu như là AT&T hoặc là T-Mobile là em nhập 10 con về thì cứ phải trả lại người bán người 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 chủ là tầm 6 7 con, rất là bực mình, tốn bao nhiêu tiền phí ship đi lại mà cuối cùng không giải quyết được. Đã kiểu như là mình đã dặn là chú ý cái cổng sạc đấy, nhưng mà người ta không làm được, người ta không biết test, hoặc là dùng ở ở cửa hàng người ta test bằng những cái dây nó là dây PD ấy, hai đầu C, hoặc là cái dây cực tốt rồi ấy, cho nên nó sẽ không bị. Nhưng mà về đây em test bằng cái dây nó bình thường ấy thì nó mới bị đấy. Cho nên là, và đưa khi mà đưa đến tay khách hàng là các bác ấy, thì các bác cũng sẽ biết được là các bác thường thường là sẽ chỉ có những cái dây sạc bình thường thôi. Đấy, cho nên là em cũng muốn test những cái dây sạc bình thường để mà chắc chắn nó nhận, thì về nhà các bác sẽ nhận. Đấy, đương nhiên thì vẫn có xác suất thôi, là về em test rất kỹ rồi nhưng mà về nhà vẫn có bác là dùng một thời gian nó vẫn bị lại, nó vẫn bị, thì đấy là điều không tránh khỏi. Thì ok, nếu còn bảo hành thì em sẽ bảo hành cho, còn nếu mà không còn bảo hành thì em sẽ thay cho, giá nó cũng rất là vừa phải thôi. Đấy, cho nên là các bác cũng không phải lo nhé, giờ nó fix được hết, không phải sợ nhé, fix được hết. Không bị được thì thay cả cụm cũng được, không sao cả. Hoặc là nếu mà không thay cụm thì mình dùng cái sạc không dây cũng được nhé, không sao cả nha bạn nhé. Đấy, cho nên là cái lỗi đấy nó cũng không quá là ghê gớm, tuy nhiên nó cũng khá bất tiện thôi. Đấy, nhưng mà nó không phải là không thể dùng được con V60 này. Đấy, bởi vì con V60 này bây giờ nó vẫn rất là đáng dùng nha các bác nhé. Em phải nói là rất rất đáng dùng ấy. Nó có đủ những cái ngon nghẻ để các bác trải nghiệm trong cái việc sử dụng điện thoại của mình, như kiểu là pin trâu này, màn hình đẹp này, to này, đẹp này, pin trâu này, đấy, và âm thanh hay này, kể cả âm thanh loa ngoài hay là nghe bằng tai nghe đều hay hết nhé. Và camera, camera thì là em phải nói là nó ngon rồi, nó không phải là quá xuất sắc nhưng mà nó rất ngon, không quá xuất sắc nhưng nó rất ngon các bạn nhé. Còn nhiều ông bảo chứ là con camera V60 này thua con V50, thì em nghĩ là ông đấy chưa dùng V60 thôi. Chứ còn em dùng hết rồi, so sánh em có cả rất nhiều clip so sánh giữa V50 và V60 về camera, thì V50 chả có bao giờ có cửa để mà ăn được V60 cả. Chỉ nếu như mà có thể ăn được thì chỉ là cái việc quay phim mà là chống rung thôi. Chống rung thì tại vì con V50 nó có chống rung 30, con này như có hai còn giữ lại 20 thôi thì có thể nó chống rung kém hơn chút, nhưng mà về chất lượng thì em nghĩ là không bao giờ con V60 nữa có thể thua con V50 đâu. Các bác đừng đừng có ảo V50, dùng V50 ảo tưởng sức mạnh quá. Đấy, và con V50 thì là màn nó 2K, nhưng mà nếu mà so với độ đẹp nhé, so với độ đẹp thì em vẫn thấy cái màn của con V60 nó đẹp hơn. Đấy là cái cá nhân mắt em sẽ thấy như vậy, còn tùy các bác thôi. Các bác nào bảo màn 2K lúc nào nó cũng đẹp hơn màn Full HD thì tùy các bác thôi. Đấy là cái việc cảm nhận của mỗi người, mà xấu đẹp thì không ai quyết định được, không ai có thể tranh luận được, tùy các bác thôi. Đấy, thì chốt lại là với cái con V60 mà bản Nhật này thì các bác có nên mua không, thì em thấy là nó đáng mua hơn nhé, đáng mua hơn kể cả bản T-Mobile. Tại vì sao? T-Mobile giá nó rất đắt đấy, trừ những ông nào mà bán giá rẻ thì
thì em không biết là chất lượng như nào, nhưng mà em bán giá nó phải gần 5 triệu cơ, bản T-Mobile. Tại vì khi mà em nhận được bản T-Mobile em phải test rất kỹ, tại vì những con đấy là anh em rất hay hỏi, và không test kỹ thì nó rất dễ lỗi, và nó bị hàng hàng dựng hàng lởm nhiều ấy, cho nên phải test rất là kỹ luôn. Chứ còn cái con Docomo này nó lại rất là lành nha các bạn nhé, giá nó lại rẻ, nó chỉ tầm 4,2 triệu thôi, 4 phe củ thôi, nó rất rẻ và nó có thể dễ dễ tiếp cận được đấy, và nó chả phải nói là nó chả có lỗi lầm gì luôn, nó rất là ổn định, trừ cái việc mà sóng nó yếu đối với những người nào mà ở vùng sâu vùng xa đấy. Thì còn ngoài ra thì nó rất tuyệt vời, từ hoàn thiện này, đến camera, nói chung tất tần tật thôi, pin các thứ, đặc biệt là cái cầu sạc nó ổn định hơn rất là nhiều đấy. Cho nên là em nghĩ là đây cũng là một cái lựa chọn rất là phù hợp cho những bác nào mà muốn nâng cấp cái máy của mình lên đấy, đang dùng V50 rồi có thể lên V60 hoàn toàn hợp lý, rất hợp lý luôn các bạn. Ok, à, đấy là hy vọng là những cái kinh nghiệm của em dùng sau khi dùng con Docomo mấy ngày có thể giúp được bác, giúp được các bác lựa chọn được con máy nó ok. À, cũng không phải là vì thế để mà nâng bi để mà bán con này đâu, nhưng mà thực tế em dùng hồi xưa em cũng không thích dùng dùng màn này mấy, nhưng mà sau khi được trên tay nó, được dùng nó mấy hôm ấy, thì mới thấy được là nó cũng rất đáng dùng, chứ không phải là nó quá tệ như anh em kiểu dìm hàng nó ấy. Rồi, ok, chào các bác nhé.